Bayern vẫn toàn thắng ở Champions League. Tiền đạo Harry Kane ghi bàn và kiến tạo khi Bayern thắng 3-1 trên sân Galatasaray, qua đó toàn thắng lượt đi vòng bảng Champions League. Kết quả giúp Bayern nối dài chuỗi thắng liên tiếp tại vòng bảng Champions League lên con số 16. Nhà vô địch Đức cũng duy trì mạch 37 trận bất bại tại vòng bảng. Họ nhờ đó độc chiếm đỉnh bảng A với 9 điểm, còn Galatasaray đứng nhì với 4 điểm. Kinh nghiệm của Thùng Xám tại sân chơi châu lục được thể hiện rõ rệt trận này. Đây là một trong những trận hiếm hoi họ chơi không đúng bản sắc, khi thời lượng kiểm soát bóng ngang ngửa và chỉ dứt điểm 6 lần so với 20 của Galatasaray. Nhưng ngay trong pha lên bóng và dứt điểm đầu tiên, Bayern mở tỷ số. Hậu vệ chủ nhà Kazimcan Karatas cắt hụt đường chuyền ngang của Leroy Sané và với khoảng trống mênh mông mở ra phía trước, Kingsley Coman không từ chối món quà. Đây là bàn đầu tiên của Coman tại Champions League mùa này. Người hùng của Bayern ở trận chung kết năm 2020 là một trong 4 cầu thủ lập công 7 mùa giải liên tiếp tại đấu trường này kể từ mùa 2017-2018, bên cạnh Robert Lewandowski, Antoine Griezmann và Kylian Mbappe. Tuy nhiên, với phong độ của đội bất bại 23 trận liên tiếp, Galatasaray đáp trả. Kerem Aktürkoğlu vô lê ngẫu hứng, khiến thủ thành Sven Ulreich phải trổ tài. Không lâu sau, tiền vệ này sút lên trời, khi Ulreich đã nằm sân sau nỗ lực cản quả tạt của Sacha Boey. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp sau nửa giờ. Họ được hưởng phạt đền khi Joshua Kimmich soạt ngã Mauro Icardi trong vòng cấm. Chính cựu tiền đạo Inter đá kiểu Panenka, đánh lừa thủ thành Bayern để quân bình tỷ số. Đây là bàn thứ 5 trong 4 trận gần nhất của Icardi, trong đó có pha lập công vào lưới Man Utd hôm 3 tháng 10. Galatasaray tiếp tục chơi hay hơn trong phần còn lại của hiệp 1. Aktürkoğlu vượt qua Kim Min-jae nhưng vẫn không thể đánh bại Ulreich. Ở phút bù, Bayern hú vía khi Kimmich để mất bóng trước vòng cấm nhưng cú đá của Icardi chệch cột dọc. Đội khách cải thiện lối chơi sau giờ nghỉ và tạo ra cơ hội ăn bàn đầu tiên khi Coman căng ngang vừa tầm nhưng Sané sút vọt xà. Trong bối cảnh giằng co, tài năng trẻ Jamal Musiala lên tiếng. Anh chuyền dọn cổ ở một pha phản công nhưng cú sút chéo góc của Sané không vượt qua phép Nando Muzza. 10 phút sau, Musiala trao cơ hội cho Kane và tiền đạo tuyển Anh dứt điểm cận thành đưa Bayern vượt lên. Chơi mờ nhạt trong hơn 70 có mặt trên sân nhưng khi thời cơ đến, Kane đã không bỏ lỡ. Bayern ấn định tỷ số phút 79. Kane đáp lễ Musiala với đường căng ngang trong vòng cấm và nhạc trưởng Bayern xử lý gọn gàng, khiến Muslera đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới. Trong thời gian còn lại, Galatasaray tránh khỏi bàn thua thứ tư khi Muslera đổ người cản cú sút phạt từ sân. Đội chủ nhà đưa bóng vào lưới đối thủ ở phút bù thứ 5 nhưng trung vệ Abdulkerim Bardakçı đã việt vị khi đánh đầu. Ở trận còn lại bảng A, Man Utd thắng Copenhagen 1-0. Như vậy, 4 đội bảng A đều đã có điểm và cuộc đua tranh vé đi tiếp hứa hẹn căng thẳng ở lượt về. Bayern sẽ tiếp Heidenheim cuối tuần này tại Bundesliga. Ngày 30 tháng 11, họ trở lại Champions League với trận gặp Copenhagen. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.